Dạ gì? Cái kênh của con á. Dạ. Cái kênh của gia đình mình á. Dạ. Ở trên con ra, ở trên chạy bộ ha, con quá cho cô luôn. Dạ. Nó điện em luôn. Nó điện em nó nói như nè. Bỏ gì ha? Sao chứ? Có bà đâu dưới nữa. Dạ. Con của cô ba, chị cũng vậy. Nó nói vậy hả? Còn là gia đình đẹp không mà. Dạ. Dạ. Má con khỏe không? Dạ má con khỏe lắm. Dạ. Ngoại thấy đồ lên. Con lại chào chị Năm con thấy tính nói là thấy đó. Mệt dữ hả chị? Hả? Mệt dữ không? Khỏe. Đó, hả? Xong rồi nói đi đâu thấy khỏe luôn. Dạ. Mỗi bảy mẹ lắm mỗi bảy. Không, có sinh ca vui nè. Dạ. Có hai mấy cháu đi vui à. Lòng gặp sáng giờ rồi đi chốt. Ủa mày chưa về tới hả chú? Cái mày chưa về hả? Mày mới về em ơi. Em đâu? Ở bên ngoài hả? Bà Tâm nó giữ. Bà Tâm nó giữ hai đứa rồi. Lộn nó sợ lắm. Thank you.
Còn hơi là 4 người nữa đó. Tư do mẹ qua không đi rửa thiệt hơi mắc đám giáp năm của ông trời còn anh đi tin chức của mình ngày hôm nay và bà con em mình một tràng pháo tay để dành tặng cho anh Sự đó. Rồi xin mời anh Sự. Vâng, và sau bài này thì xin mời tiếng hát của chú Ba Vũ chuẩn bị để hát tiếp theo cho mình luôn ạ. Chén đũa lên đây, chén đũa lên đây.